Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cơm cuộn trứng. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị gồm có một bát cơm để nguội, thịt gà thái hạt lựu, hành tây thái hạt lựu, rau củ quả thái hạt lựu và bao quả trứng gà nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện thôi. Các bạn sẽ cho một chút dầu vào chảo, sau đó thì các bạn sẽ cho thịt gà vào để xào qua. Để cơm rang được ngon hơn thì các bạn nên rang ở trên một chiếc chảo dày nhé. Khi thịt gà tái thì các bạn sẽ cho hành vào để phi thơm. Tiếp tục cho rau củ quả và nêm muối canh và bột ngọt vào nhé. Đảo đến khi rau tái thì các bạn sẽ cho cơm rang vào để rang chung. Các bạn lưu ý khi rang cơm, nếu như thấy hạt cơm xe lại, bắt đầu xe lại thì các bạn sẽ cho thêm 2 muỗng dầu điều vào nhé để tạo màu cho cơm, hoặc là không có cũng được. Sau khi rang cơm xong thì các bạn sẽ tắt bếp. Lúc này thì các bạn sẽ đập trứng vào một cái tô. Và khuấy thật đều. Sau đó cho lên chảo chiên và làm tương tự như mình nhé. Và các bạn nhớ là hãy dàn thật mỏng trứng nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho cơm vào. Sau khi trứng chín thì các bạn sẽ úp ngược ra một cái đĩa và chúng ta sẽ có món cơm cuộn trứng thơm ngon rồi các bạn ạ. Và thêm một chút tương ớt cho nó có màu sắc nhé. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.